afraid of you. Now you set my soul on fire. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Lâu lắm rồi mình không chơi lại nhân vật chị thư ký Clutch, nên là hôm nay sẽ chơi lại cho các bạn cùng xem. Đấy, trước mắt là các bạn có thể thấy cái team gì mà có hai đào vàng, một mỹ nhân với một hương sư, nên là cảm giác rất là khó để truy đuổi nha. Nhưng mà quan trọng là đối với đào vàng thì hết nam châm là hết thời, đúng không? Còn mỹ nhân thì sẽ khá là mạnh ở giai đoạn giữa game, và hương sư thì khỏi bàn. Nữ hoàng hồi máu đúng không? Đấy, và cũng như là nữ hoàng búp chiêu. Thôi tối nay vui vẻ lẹ lẹ stream nha mọi người. Đấy, chưa gì điện thoại sắp hết pin rồi, nên là chơi cho xong rồi sáng xíu lại chơi tiếp. Rồi đối với nhân vật này thì thật sự rất là khó chơi. Những cái bạn nào mà mới tập chơi thì có lẽ là phải xem rất là nhiều những cái clip, ví dụ như chơi trên điện thoại thì phải xem nhiều cái gameplay ấy, để các bạn có thể là chọn cái mục tiêu rồi truyền xuôi ngược cho nó thật là chuẩn, để có thể là thu được những cái giấy nó thật là chuẩn xác và đúng cái thời điểm, chẳng hạn như lật ván hay là ở nhảy cửa sổ hay đập ván khóa máy đồ đó, hay chẳng hạn như thế này. Hitbox rồi, ôi là rồi. Và sơ thì các bạn sẽ ghi ngược, và bản thân mình thì các bạn sẽ ghi xuôi nhé. Và khi mà thư ký đánh chay thì sẽ cộng thêm cái điểm Barcelona là gồng nó đánh lên, để có thể là tăng tốc độ di chuyển này. Rồi búa vào đầu là xỉu liền, đúng không? Và thường thường mấy cái con mà đi đánh tay ấy là tụi nó lau kiếm nhanh lắm. Mọi người lên thử 2 điểm lau kiếm thôi là mọi người đã thấy là nó rất là mạnh rồi. Và nhân vật này thì sẽ không có sửa được máy dễ dàng đâu, và sẽ phải có 2 kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất là giải máy, và kiếp nạn thứ hai là mở cổng. Chưa chắc là giải 5 máy đã thắng nha. Rồi ai đi cứu bước ra. Để phá cái ván này luôn. Hết ván là hết thời. Rồi bước vô đi, chờ gì nữa. Khổ. Ai làm gì mà flywheel vậy ông nội? Ông khỏi, tôi gồng lên nè. Nam châm hút không kịp luôn đó, chứ đừng có đùa với tôi, nghe chưa? Đấy, các bạn thấy là nhân vật này có một cái khả năng khống chế rất là cao. Rất là khó để sửa máy. Những cái bạn nào mà bị ghi á, là đồng thời là phải buông tay ra nha. Chứ đừng cố gắng mà sửa. Cố gắng mà sửa nó sẽ ghi máy càng nhiều, và các bạn sẽ bị tụt máy càng nhanh ấy. Nên là chơi mà gặp thư ký lúc nào cũng phải để mắt dưới mặt đất ấy, để xem là cái vùng của nó hiện lên không, để mình buông cho tay cho nhanh. Rồi xong, nước chua nước thúi luôn, tôi gõ nè. Vừa, đúng là nước chua nước thúi. Ôi nam châm kìa, kinh khủng. Rồi, ai cũng sẽ có phần lên ghế nha. Búa vô đầu. Em sao á, giờ là chị sẽ đuổi em nửa máu luôn, để coi ai ra cứu nè. Bất ngờ không bà già. Chắc bạn cũng hoảng sợ khi mà mình đập cái ván đó lắm nhỉ. Thấy cũng thương nhưng mà thôi, chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ, cuộc sống mà mọi người. Ôi còn lì lắm, nửa máu nhưng mà lì. Ôi, hết pin rồi. Trời ơi, tự hiêu nè. Và chơi lát quá mọi người, đồ đang để wifi chơi á. Rồi, ngồi yên nó đi. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng vài ngày nữa là chúng ta sẽ hết năm rồi. Vừa rồi Giáng sinh nó qua. Bình thường thì chỗ mình Giáng sinh là nó đông vui nhộn nhịp lắm. Nhưng mà năm nay kiểu giống y như là cái ngày bình thường của cái sự bình thường vậy đó. Không có một cái gì xảy ra cả. Trong cái khu mình là cái khu người ta theo đạo,
Nhưng mà bình thường ấy là sẽ đi qua đi lại mua nước ngọt, mua bia rượu, mổ heo đồ ăn mừng, nhưng mà năm nay cháu cái gì cả. Tôi thấy rất là yên bình, như là không có cái gì xảy ra ấy. Bây giờ mọi người thấy chán nhỉ, thật sự chán. Mình thấy cái quán tạp hóa nó đối diện nhà mình ấy. Ui, flywheel. Bây giờ cứu được rồi. Tiên sư. Lúc nào mà có cái dịp lễ gì ấy là thôi rồi, đông vui không tả nổi luôn. Và bây giờ đi ngó đêm Noel, ngó là đường kiểu trống vắng chiều nay trên con đường Hà Nội vậy đó. Rồi hết nam châm chưa? Sao mà nhiều bun ly dữ vậy nè, còn có một máy một á. Nhiều nam châm dữ. Rồi ok, ngắt được rồi. Úi đầu lầy, úi dồi. Sao mà nhiều nam châm cover gì mà ói vậy trời. Quạt vào đầu như xỉu luôn. Rồi, vừa nha. Ủa máy nào sửa ta, sao mình không thấy cái máy nào rung hết. Mỹ nhà nó nằm sọ kìa. Tàn số tàn đời mọi người ơi, giờ làm sao. Còn có một máy một. Lại cứu nhau, lên ghế. Không nói nhiều. Tụi bay đó, hai cái đứa tụi bay đó. Là lát nữa tao nói chuyện sau nha. Cam máy đã. Trời ơi. Chết đi. Vẫn nam châm mọi người ạ. À. Sao mà nó nhiều một cách gọi là quá nhiều luôn á. Rồi Goblin rồi nè. Chết đi. Dẹp dùm. Ủa tính, ô chết rồi. Mọi người ơi, nãy giờ có một cái lỗi xảy ra, đó chính là nãy giờ mình lại để cho nó xuôi mọi người ạ. Hơi bị lỗi nha, cái này là chơi hơi bị lỗi. Giờ mới nhìn để ý tới thì bấm ngược lại rồi nè. Chết rồi, nãy giờ bấm lỗi. Không biết là đẩy máy nó có lên nhiều không chứ thấy lỗi dã man. Thanh niên này là chắc đào vàng này cũng hình như là bay luôn thì phải. Rồi tự heal rồi. Tự heal thì chết đi. Sao mà nó nhiều năm châm ấy nhở. Mình chơi không có nhiều vậy được đâu nha. Ném hoài không hết luôn. Sao mà mệt quá dữ. Lát quá thì... Trời đi. Pin nó đỏ. Đổi sang 4G. Khùng luôn á. Ủa, chữ đổi chưa? Sao mà binh nó vẫn đỏ, hình như chưa đổi. Ôi giời, đúng là game hết thời. Ăn được collab hoài, lát thì lát không tà nổi. Mình chơi game, mấy cái game khác thì nó cũng không cần đến nỗi mà phải dùng 4G đâu. Cứ game này là phải dùng nha. Điên luôn, nó muốn lùng bùng cái đầu. Đó nó lại 500 này, sao mà nhiều kinh khủng. Thôi, chết đi. Cuộc đời em chấm dứt ở đây rồi đó. Sao? Bà Hương Sư tới sửa máy. Ý em sao á? Bây giờ em sao? Em nói đi. Em muốn gì? Trời đất ơi. Em nhìn lại em đi. Em hiểu không? Xóa tất cả những thứ liên quan về tao xuống. Nếu không sẽ có chuyện. Nhưng mà quá nhiều nam châm ý. Nhưng mà mọi người thấy nếu mà vào bun ly như thế này cảm giác nó đã đúng không? Chứ vô mà quật thắng liền thì cảm giác nó xàm dã man. Rồi bà này là hết tự trị thương này. Tới số rồi đó. Úi cái đầu này. Sao mà ai cũng flywheel vậy trời. Thiệt. Em nhìn mà em thấy còn mệt nữa. Thôi khỏi ghi đi, khúc này cũng có nhiều cửa sổ ghi chi phí. Chào bạn.
bạn không có cứu kịp đâu, bạn hiểu không? Quay xe dùm. Và đối với thư ký thì mọi người có thể là sử dụng nhánh 36, như mình đây thì mình lên nhánh 82, cũng không cần phải làm cửa sổ. Rồi xong. Ok, cảm ơn em nha. Dám đập ván xăm 10 con rồng rồi. Đầu hàng đi, hết tự hiêu hai đứa rồi. Cũng dừa. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ lại thêm trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Bully nhiều quá, thấy mệt luôn á. Kiểu tiền đình trong người ấy. Ủa, 12.000 điểm luôn kìa. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai, map nhà thờ đỏ. Đấy, các bạn đứng ở đây ấy, thì các bạn đi thẳng sang bên khu tường đổ ba ấy. Giữa khu đấy sẽ có một người nha, không cần phải sang mộ đâu, sang mộ xa. Thứ hai nữa là bên mộ nó quá nhiều ván thì cũng khá là khó đuổi người ấy, nên là mình sẽ quyết định đi sang khu này. Đây rồi, có người đây rồi. Ai đây? À, Hoa Mộc Lan. Chào em cô gái sông Hồng. 2, 1. Úi giời, úi giời, tới số rồi, tới số rồi, hết gậy rồi đúng không? Hết gậy rồi thì đến lượt chị. Các bạn nhớ là ghi survival thì để ngược nhé. Đấy, cái mũi tên hướng xuống ấy. Còn đối với những cái bạn mà muốn quay bản thân mình ấy, thì mình sẽ để cho nó hướng tên, mũi tên hướng lên là quay xuôi đấy. Và thường ấy thì nếu mà hướng như thế này thì các bạn sẽ dễ canh hơn. Chứ nếu mà để xuôi ngược thì nó lộn xộn lắm. Nhưng mà cơ bản là cái skill của nó thu là như vậy rồi, nên là mình cũng phải chấp nhận đúng không? Và tất nhiên là hitbox của Clutch thì sẽ rất là ảo ma, ra đòn rất là nhanh và lau kiếm cũng sẽ rất là nhanh. Nên là hai cái nhánh lau kiếm rất là phù hợp cho thanh niên này, đúng không? Chết rồi, vừa mới soi cái bắt đầu nổ máy luôn. Hiện giờ thì cây lá bắt đầu rụng rồi đó. Nhà em nhìn cái sân gì mà giống như là cái rừng U Minh vậy đó. Nhiều cây dã man. Nào cũng cây cây, lá nó rụng thì thôi rồi, ôi giời, gato. Rồi, quật mẹ đi. Thôi, mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Mày đứng ở mày hít sách. Búa vô đầu nè. Nó tưởng em không dám đánh nó, mọi người ơi. Sao á? Các em ơi, các em lớn rồi. Sao á, có ổn không? Trận đấu này có người đánh bóng. Thì mình cứ ghi thế này, sửa máy đã chậm rồi mà còn bị khóa máy thì cái máy đó bao giờ nó mới xong. Rồi, Hoa Mộc Lan ở bên đó đúng không? Còn chị là Hoa Vạn Thọ nè. Đùa chị hả? Ôi ôi, búa vô đầu nè. 10 con đánh bóng bước ra đây nghe chưa? Nói chứ cũng phải cẩn thận nha. Trời ơi, team này toàn team bully không đó. Người bán đồ cổ nè. Rồi đánh bóng nè, tiểu thuyết gia nè. Tiểu thuyết gia nó cho luôn cả cái... Ôi thôi chết rồi, mất kiếp linh uổng quá. Trời ơi, cũng dữ rồi đó. Cũng kinh khủng. Sao mà đầu tư cho cái bạn tiểu thuyết gia? Em tắm chưa? Em tắm rồi. Đợi em xíu chơi game xong đã. Từ từ, đợi em chơi nốt bắn game rồi đăng clip mà đi chơi. Đợi xíu. Rồi. Tối nay là 6 giờ hẹn đi ăn, xong rồi tranh thủ về sớm để stream. Rồi. Đó, mọi người thấy không mọi người? Nó không có sửa máy mà đi kiếm chuyện thôi. Nên là không dạy nó là không được. Mày đập cái ván xuống là tao ký vào đầu liền. Ký vào cái ván chứ. Đập xuống. Đập đi. Không chịu đập luôn. Bạn ấy có vẻ là đang sợ mình
mà còn 4 máy không ai sửa. Rồi xuống ghế này nha, cái ghế này cũng khá là khó cứu này. Phá mấy cái tường đi. Mọi người chơi Hunter là mấy cái khu tường đổ mọi người phá một cái đi nha, phá ở ngoài rìa chứ đừng phá giữa giữa. Mọi người phá giữa giữa là tụi nó sẽ có bãi cai đấy, nên là phải hạn chế. Rồi tụi bay bước ra đi, nhất là cái con tẩm liệm Gatto đó. Bạn nào có skin Gatto rồi có thể check inbox cho mình mượn nha. Rồi, cũng cứu dữ rồi đó, búa vô đầu nè. Rồi. Đập hết. Lên ghế luôn đi, cho đứa nào lên được thì cho lên luôn. Team này là lên ghế đủ hết rồi đó, đủ các thành phần rồi. Từ hỗ trợ support rồi tới cả cover rồi kiter. Decoder thì chưa thấy nha. Trời ơi, kìa. Tới rồi kìa. Báo tới. Tối nay mọi người đừng có bảo em chơi mặt cười thút thít nha. Quá mệt mỏi rồi mọi người. Rất là mệt mỏi, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu cái sự mệt mỏi của em không? Tôi đánh hết, trời ơi. Không ai sửa máy luôn. Ôi ôi, quan tài luôn. Nhưng mà rất tiếc, cuộc sống của bạn sắp kết thúc rồi. Cái quan tài ngay đó là tới số rồi. Trời ơi, hôm qua chị em nhắn tin, chị em nói là ở gần siêu thị có một cái quán gọi là mì trộn. Thì cái loại thức ăn, món ăn này ấy, thì có rất là nhiều ở trên mạng xã hội. Nhưng mà xem review thì cũng thấy hay, nói chung là mình cũng tự làm được. Nhưng mà cái việc mà ăn ở ngoài quán thì nó, tất nhiên là cái hương vị của nó sẽ khác hơn là tự mình làm. Nhưng mà khi mà các bạn tự làm ấy, thì nó có vẻ như là nó sẽ rẻ hơn và ăn được đầy đặn hơn, kiểu như thế. Ngoài quán tất nhiên sẽ rất là đắt ấy. thì cái việc đắt là cái điều rất là hiển nhiên, bởi vì là còn tiền mặt bằng này, tiền nhân viên này, điện nước, tiền gia bị, tiền công nữa, đâu phải dễ đâu mọi người. Nên là cái việc mình nói đắt thì cũng không phải, chẳng qua là nếu mà tự ở nhà nấu thì sẽ rẻ, với hợp vệ sinh đồ phù hợp với cái mồm của mình hơn. Bắt đầu ngưu lang chức nữ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, 10 con đồ cổ bước ra đây, hiểu không? Càng đông thì cái sự choáng và khóa đòn của cái con đồ cổ này là nó kiểu như gần về không luôn ấy. Chị đâu có ngu mà chị đi đường đó. Em ơi, em tỉnh táo lên, em lớn rồi mà em. Tao đánh hết. Tụi bay bước hết ra đây đi. Giờ mấy đứa này đi tự sát chứ không phải chơi nữa rồi mọi người ạ. Mấy em ơi, mấy em lớn rồi. Ôi, son phấn dữ rồi đó. Ui. Sao mà người ta dùng flywheel nó mịn ghê, còn như mình đây dùng cái nào là hit cái đó. Mà tôi chơi team tôi cũng vậy đó. Người nào dùng flywheel là người đó sục cái fly đó. Không hiểu nổi, không hiểu lý do vì sao luôn. Nè, tao đứng trong góc tường này mà đánh hộ. Nó đánh được. Khốn dữ. Rồi, hai đứa tự trị thương. Tới lượt mày. Sao mấy bạn ơi, mấy bạn có ổn không nhỉ trời? Là game này quyết định đi tự sát đúng không? Xong, dẹp zoom. Còn ai nữa không? À còn, vẫn còn một người nữa là chị bán đồ cổ. Chị ấy chắc là có khả năng cao đang lục hòm. Biết ngay mà đang lục hòm, chỉ có thể vậy thôi chứ không thể nào làm được gì khác ấy. Hết gậy rồi. Bu càng đông thì cái gậy nó càng phế mà. Bu vào đầu nè. Cây gậy giác ngộ. Sao mà chơi được hai trận mà bully cả hai ấy, cảm giác sầu dã man luôn. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hoặc là mọi người vào video lần sau. Hẹn gặp mọi người vào tối nay mình sẽ stream cho mọi người. Mọi người đặt chuông nha. Bye bye.